Đấy, rất là tiện, rất dạ. là hợp lý. Hợp lý không nhỉ? Dạ, rất là hợp lý, tôi rất là hài lòng thôi. Hài lòng. Hài lòng quá. Nhà này xây đẹp đấy, như xây nhà này. Nhà này xây to đấy. Hả? To lắm. To này bếp được đấy nhỉ. Đấy. Cho 5 triệu mà làm như này mà. Nô sùng là tuổi con bò. Tuổi con bò à? Như thịt bò là thịt bò và cay nhổ. Nhu trường là tuổi con bò. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại Hoác Mạc Đá, trở lại gặp bác trưởng thôn. Hôm nay thì trong cái chương trình này Thắng vào kiểm tra tiến độ những cái bếp mà qua kênh của Tất Thắng đang giúp làm bếp chuyển ra khỏi những ngôi nhà. Đây cũng là một trong những ngôi nhà đã được xây. Các bác thấy bên cạnh là cũng có tấm pờ lô đây rồi, đã vận chuyển về đây rồi. Là bây giờ sẽ đưa cái bếp ra khỏi cái khu vực trong nhà, không còn đun nấu nữa. Nhưng mà đưa bếp ra thì nó sẽ phải rất là to, đó, phải trên 30 mét vuông để cho bà con có thể sấy ngô được, đúng không? Theo đúng theo kiểu của đồng bào là nhà nào cũng phải có lấy ngô. Lấy ngô về thì phải sấy, phải không bác trưởng thôn? Và hôm trước thì cháu Thắng cũng đã bàn giao là 3 ngôi nhà rồi, tiền đấy. Thì bác trưởng thôn cũng biết rồi, Mí Tủa nhận tiền rồi, đúng không? Hôm nay tiếp tục thì Thắng sẽ bàn giao thêm 2 ngôi nhà nữa. Tiền cho là khoảng 10 triệu. Đấy, mỗi nhà 5 triệu. Đây là nhà của bác này cũng đang bắt đầu làm rồi đấy ạ. Đang xanh móng. Thế thì bây giờ mình vào kiểm tra tiến độ nhỉ. Xong hôm nay là có nhà nào làm xong không? Chỉ có dính thôi. Đấy à. Dính là làm xong. Dính là xong rồi. Đây là bếp đây đúng không bác? Đây này. Bếp đây. Khi mà làm xong cái nhà bế kia thì phải đọc cái này chuyển sang. Lá này cho nó sạch sẽ. Cái nhà này làm xong mà không lắng thì. Đây, xi măng chuyển về rồi đây. Cái này đã đo kích thước chưa bác? Chủ nhà đi vắng rồi đúng không? Được rồi, cái này là rộng rãi rồi. Rộng rãi rồi mà. Cái này chắc là mai anh kia xây rồi đúng không? Nó chờ cái này khô là phải xây luôn. Xây móng này. Bếp to đấy. Cái này làm ra to mà. To. To này bảo làm gác. Ơ nhà cái nhà này xây kiểu gì mà nứt be nứt bét thế này? Nhà này xây là không đổ răng móng ở dưới ấy. Nhưng nhà mình làm là đổ hết. Tan sắt xong rồi đổ răng móng thì. Móng không đổ đổ răng à? Đấy, ở đây không đổ. Thế. Cái này nứt hết rồi. Đây là xây cái bếp này là bác trưởng thôn cũng quán triệt luôn là bà con là làm sàn ngô ra ngoài này. Đấy, để cho nó sạch sẽ. Bây giờ tiếp tục thì bàn giao cái số tiền là 10 triệu. Đây là cháu Tủa lại nhận tiếp. Thế là tổng đã là chú Thắng là bàn giao là 5 ngôi nhà rồi đấy nhá. 3 ngôi rồi và hôm nay tiếp tục nữa là số tiền này nữa là thêm là thành 5 ngôi. Nhưng mà triển khai thực tế cháu Thắng nhận là 4 ngôi. Đấy, và cháu Thắng bỏ tiền giúp 4 ngôi là 8 ngôi. Đấy, tổng là 40 triệu. Số tiền là đúng chưa? Bác trưởng thôn có nhận được xem biết được đúng không? Dân là vui lắm nhỉ? Phấn khởi lắm. Làm xong cái này thì nhà nó rất là rộng. Vâng. Đấy, như kiện là dính này. Vâng. Hôm nay là bán đi rất là rộng á. Thế à, hôm nay là xong rồi à? Thế bây giờ đi xuống dưới đấy nữa đúng không? Nhận được tiền chưa? Vâng ạ. Đủ chưa? 10 triệu đây chưa? Đủ 10 triệu nhá. Đấy là cho cháu xin nốt cái nịt. Đây là đã bàn giao xong rồi. Đấy, bác trưởng thôn. Bây giờ bác trưởng thôn dẫn tiếp đi những cái ngôi nhà tiếp theo đang xây dựng như nào. Đang làm là 5 ngôi à? Thế là bàn giao tiền cũng đủ 5 ngôi đấy. Đi nhà bác nhỉ? Nhà của em dính này đúng không? Xong bếp rồi đây. Được mà. Rồi đẹp. Rồi vừa láng xong bây giờ. Đây là nhà của em dính. Còn nhà nào đang làm như này nữa nhỉ? Nhà kia đang làm. Đấy, bếp đây là phải bảo là nó đặt bếp ở chỗ nào nhỉ? Bếp đây à? Nhưng mà phải bảo bỏ xa cách xa tường ra một chút. Nó làm gác ở đây à? Theo như của Mí Tủa bạn cháu Thán vừa nó đấy là mình chỉ chủ yếu là mình chỉ trồng ngô thôi. Là để cái lúa này ấy, thì mà khi nào mà có
thì mang cái chế loại con này, con ngan này, nó để là gác để trông hộ lên chê. Nhà này bàn giao tiền luôn đi. Đấy, xong rồi như thế này thì bảo họ bàn giao tiền. Đấy. Tại vì là đã xong rồi đúng không? Vâng. Bây giờ mình đi xuống nhà khác nhỉ? Vâng, đi sang nhà kia. Đây, nhà này đâu vậy ông bác? Vâng, nhà này xây đẹp đấy, như xây nhà này. Nhà này xây to đấy. À? To lắm đấy. To này là bếp được đấy nhỉ? Đấy. Cho 5 triệu mà làm như này mà. À được. Ôi ôi. Thấy là được rồi. Cho 5 triệu xây bếp mà to như xây nhà. Cháu đang bảo là chắc là nhà này là nhà xây bếp đẹp nhất ở trong mấy nhà. À. Cái này làm máy luôn à? Chào các anh nhá. Ừ. Được đấy. Ôi sao nó cái này nhỉ? Làm cái mực buồng. Rộng nhá. Đấy. Bà con là hưởng ứng phong trào như này là quá là tốt rồi, gì nữa. Cái cây này là chặt để làm gì đây? Làm xà luôn à? Không, cái cây này là hôm ở cái góc này, góc nhà này họ tiện là chặt luôn. Xong mai làm xà luôn. Nhà này như kiểu đang chỗ này là phải bếp không? Phải bếp mà. Thế bên kia là xây cũng xây nhà luôn à? Cái chỗ kia là trước có cái bể đấy nên là đập ra xong rồi để làm để tách riêng ra. Cái nhà này sẽ cao hơn nhà bên kia. Cái khu bếp này làm cao hơn. Thế là nhà này là nhà dính này, mới cả một nhà ấy, nhà này nhà ba này, nhà thứ ba này. Thế còn hai nhà nữa, nhà đâu nhỉ? Một nhà dưới. À chủ nhà đây à? À, chủ nhà được làm bếp. À, tới này phải bảo là đã làm bếp đây là gác ngô, kia, những cái ở trên nhà kia là chuyển hết ra ngoài này. Chuyển. Được đấy, mấy phong trào này bà con làm này là tuyệt vời đấy. Sử Sơn bảo làm cái này còn đẹp hơn cái nhà đó, ở tưởng cái nhà bên kia mới là nhà bếp. À. Thế xong dỡ luôn cả nhà bên kia mà quét trà đi cho nó sạch sẽ. Khi nào xong thì lập là quét sạch đi. Chuyển hết ngô sang bên này. Hài lòng quá, hài lòng quá. Rất là sạch. Đây là có là cửa sổ đúng không? Đúng rồi. Có làm nhiều cửa sổ cho nó. Hai cửa sổ đấy à? Bếp đun chỗ nào? Bếp ở trên này trước. Đun ở góc trên này. Đun ở đây cũng được mà lại chữ dưỡng không được ở trên nữa. Đun ở trên này. Xong làm chú rửa bát là ở dưới này thì nước mới thoát được. Ừ. Cái cửa làm lệch lệch sang bên này tí nó giữa quá. Không, cháu bảo làm ở dưới này cho nó tiện. Để, đâu, không? Đấy, vào lệch đây cái thì nó sẽ ấy đây. Đấy. Ừ. Thì ok. Hôm cháu bảo là làm chỗ này thì nó thẳng đường kia luôn. Bên hôm nay chú cháu mình đi ấy. Được rồi, thế thôi, nhà này ấy thôi. Thế này là được rồi, xong là tủa bố trí ngày mai kia vào bàn giao tiền cho những cái nhà này đi thôi. Vâng. Nhà này là như này là được rồi. Vâng. Tiêu chí. Cái nhà cũng ấy được, cái nhà cái dính cũng ấy làm như thế là cũng được. Vâng. 5 triệu là cũng là hỗ trợ là được một phần nào rồi. Bây giờ bình thường có ai cho mình 5 triệu đâu. Đây là cùng nhau làm cùng đấy, bố mẹ còn chưa cho đấy, bác trưởng thôn nói đúng. Đấy, bố đang ngồi đấy đấy. Chưa cho được ông nào. Bố còn đò rượu ấy. Đấy. Còn mà mình được làm như này là tốt rồi. Vâng. Em Thắng với cả các nhà hảo tâm giúp đỡ như này là phải nói rằng là tuyệt vời rồi. Phải không bác trưởng thôn? Từ ngày cháu Thắng đến đây như này là đổi mới rất nhiều, văn minh ra rồi. Thôi đi, bây giờ đi sang tiếp những nhà tiếp theo rồi nào, còn hai nhà nữa đúng không? Đi được nào bác? Nhà ở trên mà mình hôm trước mình vào vẫn chưa triển khai làm sao ấy. À, nhà đấy chưa làm à? Vâng. Nhà đấy nhận nhà đấy, nhà mà đầu tiên mà hứa bảo làm sau một ngày đấy làm. Ê, nhà đấy nó vấn đề gì? Đang thu ngô. Nó bảo hôm nó bảo thu ngô xong rồi nó mới làm. Ừ. Nhà đấy là đầu tiên mà thấy cuối cùng lại về đích cuối cùng à? Đi đầu mà lại kiểu cưỡi rùa à? Phải không?
Thôi đi nhờ, xuống dưới nhà dưới này, còn cái nhà dưới này cũng đang xây như này rồi đúng không? Vâng. Đi xuống kiểm tra luôn. Vâng. Ông nấu cơm ở nhà đấy ăn cơm. Nấu cơm nhà dưới ạ? Ừ. Xuống cái nhà mà có người chửa ấy. Nhà nhà kia không có nước à? À được rồi, thế thì nấu nhà này. Thế bảo họ đun nước mổ gà. Theo bác trưởng thôn. Thế bây giờ mình đi xuống dưới kia kiểm tra nhà kia xong rồi quay lại. Cho Sự Béo ở đây đi. Sự Béo với anh Sự taxi dù ở đây đi. Kế ở đây đi. Cho anh với cả bác trưởng thôn đấy thôi. Giòn 6 tháng phân công. À, đấy. Ông ở đây. Đấy xà nó đẹp này à. Vâng, cái xà này để làm mái. Ừ. Nhà kia đang xây luôn. Rộng, đẹp, thoải mái nhờ. Đây cái cây này to nhờ. Nó có đào được cái gốc này lên không? Cái này làm bàn đẹp. Dưới. Hả? Gốc đẹp đấy. Đẹp không bác trưởng thôn? Đấy. Bác thấy là thôn của bác càng ngày càng đẹp không? Càng ngày mà càng điền. Bắt tay. Cuối năm nay không biết là bác trưởng thôn với cả thôn bản là cảm ơn Tất Thắng bằng cái gì đây. Bảy hay là 26 nhỉ? Cháu than nấu cơ tại nhà bác ăn làm bố cơ cho 2 triệu. Là tiết kiệm dần là được 10 triệu mua đồ con bò mày. Vâng. Bác á? Con bò cái mà bé bé ở bên góc chuồng bên kia là bác tiết kiệm. Tiết kiệm mọi người cho bác tiền đấy. Đúng rồi. Hay là? Đúng rồi, 1 triệu, đúng rồi, 2 triệu như thế là phải tiết kiệm dần. Thế là bác tiết kiệm được con bò. Đấy, được con bò luôn. Dạ. Thế bác bó là được. Được mọi người cho mỗi lần là Thắng cho tiền, đưa tiền cho đấy là bác bó là giữ lại. Thế vừa không rồi. Tiền ừ. Không tiêu. Thế là vừa rồi được luôn con bò rồi. Nhà này đây đúng không? Hôm trước đây, đúng không? À, đang trộn vữa này này. Gạch này. Đấy là xem là như nào. Vâng. Cái nhà này xây cùng đợt của nhà cô Dính kiếm chị mà đây là không đổ răng máu, đây là hiện tượng. Đúng rồi. Đúng rồi. Của mình là mình là lúc nào đổ răng hết. Đúng rồi. Nó nứt. Phải có răng. Đây. Nhà này làm bếp ra ngoài, xin làm bếp ra ngoài là đúng rồi. Sạch sẽ như thế này. Cũng lên cao ghê rồi đấy. Hết đất rồi đúng không? Đầu to đuôi nhỏ à? Không, ở đây là rộng một tí, ở trên này là hết đất. Vâng. Tà rồi đấy à? Nhà này có cả nhà vệ sinh như này. Nhà vệ sinh đây được là nhà nước hỗ trợ. Chương trình mục tiêu quốc gia. Đấy, thế là chương trình này bác cháu mình là thành công rồi đấy. Tạm thời như này là 5 nhà như này, 8 nhà rồi mà 5 nhà đang làm như này là ok đấy. Nhà này là do hết đất nên là cũng xây bếp ra chỉ được như này thôi nhưng mà thoải mái làm gác để ngô rồi. Ra đây ra chỗ này là rộng rồi. Cái chiều này chắc là được 5 mét không? Hơn đấy nhỉ? Chùa này là hơn 5 mét. 5 mét, chiều kia là 2 mét. Chiều kia đấy mét rưỡi à? Thì chắc phải tầm 2 mét rưỡi. Đây một cửa sổ đây à? Trước kia là bé bé đây đúng không? Trước là một tí bé. Đúng rồi, các bác là xây cao này là hợp lý đấy.
Sao như nào? Em bảo là hôm bảo cái chủ đất mà cạnh đây để mua cái đất kia, nhưng mà chủ đất kia không đồng ý bán. Nên là không làm được ra nữa. Không bán ra cho nên được 3 viên gạch nữa nhỉ? Vâng, không bán. Rồi, thế là tương đối đẹp. Cái này mà bên kia ra một tí thì đẹp. Nối mái ra nữa chứ. Nối mái thẳng mái này ra thành hai mái chứ. Cái đổ răng kia là mình để sắt vào bao nhiêu? 3 thanh à hay 4 thanh? 4 thanh mà. 4 thanh thì nó mới khỏe. Răng thế ổn. Thôi được rồi, đẹp rồi. Đi nhà bác có nhờ. Thế là ok đấy, chúc mừng gia đình thôi. Ngày mai ngày kia cháu tủa cháu sẽ vào bàn giao một loạt tiền. Khi nào lập mái xong nhờ. Như nhà dính nhờ. Nhà này chắc cũng 2-3 ngày nữa thôi. Đây, dạ. 2 ngày nữa. Đi bác bỏ. Chào em nhá. Cái nhà ngoài này xin cái quả bí để nấu canh gà. Hôm nay cháu nấu cho bác cái món cháo bí. Ôi giời, bác không răng thì bác ăn món này đỉnh cao luôn. Nước gì đây? Đây là nhà này có mấy quả này. Hỏi nó sao là bác bỏ. Đấy, quả dài dài kia nào. Nhà này có cho anh Thắng không? Bác thử nhặt xem quả nào dài. Một quả là hai quả. Bác nhặt cơ mà. Hả? Hỏi nó chứ. Nhà này hôm trước cho 500.000 đây đúng không? Đúng rồi. Nhà này cũng đăng ký làm bếp mà. Nhà này á? Vẫn đăng ký nhưng mà vẫn phải đang là nhà. Nhà bé Tẹo này đăng ký bếp với đất chỗ nào? Đó. Có chỗ nào? Vẫn đang làm nhà, nhà này vẫn đang phá mà. Phá đi làm nhà? Nhà ấy xong rồi làm nhà bếp luôn đấy. Đúng rồi. Ý là như thế. Xôi quả bí dài nhờ. Dài lắm. Ui dồi. Bí này bí gì có bở không? Bí này bánh nạp bí thôi. Hả? Xuyết ra. Hai quả giống nhau nhờ? Giống nhau. Đây, tuổi. Sao nhìn na na giống nhau luôn. Tập tạ luôn đấy nhờ. Được đấy. Hai quả tạ. Thì cháu Thắng nghỉ đây nào. Xin giới thiệu các bác nào. Cái mấy tiếng đùa này vào trong nhà là gia đình tử là, nhưng mà nói si là si của là cháu Thám mà của mấy tuổi ấy. Rước quay rồi. Các nhà hảo tâm cho. Đấy, các cháu Thắng cháu tuổi là cũng chỉ mang đến thôi. Hỗ trợ. Hỗ trợ. Hỗ trợ góp sức thôi. Đấy mà bây giờ danh là tan nó chở ngu gắn thứ thì vào là trong nhà luôn. Đấy, rất là tiện. Rất là hợp lý. Hợp lý không nhỉ? Rất là hợp lý. Tôi rất là hài lòng thôi. Hài lòng. Hài lòng quá. Cho nó rồi, cho cậu cho nó tròn tròn rồi. Đi đây á. Ừ. Tăng thôi.
Về đây hỏi nó xem là bắt con ngan. Bác bỏ. Bắt con ngan trên nhà này nữa. Búa chi lo. Nhà này làm bếp đây đúng không? Thời gian này chú thấy nói là tiếng Mông nhiều đấy. Búa chỉ lò là đi đâu về đấy á. À kia kìa vịt kìa. Ui vịt kìa chắc gầy lắm. Nhờ. Vịt bé thôi. Chưa lớn nhờ. Loại này loại tốn cơm tốn cám lắm này. Đây hỏi nhà bên này này. Ừ. Ở chạy đây bắt cho bác thắng con ngan. Nhanh. Đây, để bác trưởng thôn cầm bí tủa vào vô luôn. Đang áo chả bán. Không bán cho mình bán cho ai nữa. Hả? Đây con này ngon này. Con đấy ạ. À? Con kia à? Con đang xoay lồng sang. Hoặc là con này lông dài dài này. Con ngồi trên miệng được kìa. Vâng. Đấy. Ừ? Con nào như nhau cơ? Hai con này. Màu đỏ kìa. Con này này. Gọi chưa? Gọi người chưa? Có nhà không? Có. Có bán không? Em ơi! Bán cho anh một con ngan. Ờ. À. Gầy cũng mua. Gầy thì mua theo gầy. Đấy tủa vào chọn xem con nào béo. Mở nhẹ nhàng thôi nó chạy đấy. Đấy vồ luôn ngoài đấy đường. Xem con nào. Gầy à? Xem con nào béo ấy. Con ngồi trên cửa chuồng bò kìa. Hả? Béo không? Con nào? Bắt hai con luôn. Hả? Con đấy mà vẫn còn béo cả. Hai con đi. Ừ. Xem con nào béo hơn nữa không? Bán vịt á? À? Vịt đâu? Vịt. Vịt đâu? Ôi vịt hôm trước mua rồi gầy lắm, vịt không chơi được. Vịt hôm trước là gầy. Vịt hôm trước là gầy quá. Thì mày leo phun tay cho. Vịt hôm trước là kiểu vịt cỏ. Đây là ngan. Anh em chế biến. Hôm nay là nấu cháo cho bác trưởng thôn ăn nhá, cháo bí nhá.
Bác ăn nhớ đời luôn. Chở gai gà. Đây à. Chở được nhiều quá nhờ. Tám viên cơ à? Viên này bao cân? Viên này 16 á. Viên này 16. Thực cao thế không? 10 cân là tạ 6. 10 viên là tạ 6. Kê đồ thao chữ còn gì không? Nó tháo về để chúng thấy nó tháo cẳng riêng nó mà cái thế lỗ em này xây căng dây cũng rất kinh rồi cẳng riêng nó chùa rộng đấy hả nó tháo chùa rộng đấy nhỉ tháo chùa rộng mà đi về ô thiên cái gì này cá mấy hôm anh em ngon ăn ngon chứ đã, cá đã. Cá bóng đêm ấy đã, ngon lắm. Được không được. À. Ăn rất là hợp lý với mẹ mẹ luôn hợp lý với mẹ mẹ à được đấy đây cho gọt luôn này ừ. Nhà đây là làm gì đây gừng à chủ nhà mình là chủ nhà đúng không đúng rồi mình chưa học đến lớp mấy ừ. Anh năm nay bao tuổi rồi năm nay là bốn tuổi con gì tuổi con gì bốn tuổi sinh năm 80 tuổi con khỉ đúng. Đâu? Đây này, con đây này. Luôn đây. Đấy, bí ngon mà. Quá đỉnh cao. Vàng lắm. Đây. Dài như quả bầu ấy nhỉ. Bí này mà nấu cho bà biết ăn thì chắc cười. Cười lắm nhỉ. Thằng nào nó làm ngan nhỉ? Tủa phứ làm chứ phứ sự à phứ mới sự tủa thế gà cái không chặt đi đang đi thì thớt ướp gừng á đang đi thì thớt bí là bí đặc à
Ừ, ngọt lắm. Còn dày thế. Dạ. Dao này. Nó ăn đấy, dao nó ăn vào trong ấy. Dao nó cứ ăn ăn bí ấy, nó không muốn thẳng ấy. Nãy giờ mình xây vào luôn cả đây à. Nó để luôn được cái buồng à nhờ. Dạ. Nó để luôn được cái buồng đây à, ngủ à. Xây nối vào đây luôn. Không à. Nhà thiết kế cái bể đây hay đấy nhỉ. Chơi luôn bể đây. Nhưng căn bản là không lắp vòi, nếu mà lắp vòi thì tiện hơn. À. Lắp luôn cái vòi đây nhỉ, xây cái vòi. Giờ quan lỗ mà lắp vòi. Làm cái vòi vào xả nước. Bà con mày biết tại sao không muốn lắp vòi không? Tốn nước. Mà vùng cao nó khổ thế đấy. Nó cứ phải múc. Múc rồi nó mới hạn chế được nước. Vòi kia là vặn phát là thôi hết nước. Đấy. Rồi là xây đẹp phết đấy chứ nhỉ. Mình học xây lâu chưa? Hả? À. Xây từ 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi à? Thợ chính rồi đấy à? Chính. Chính bao tiền ngày công ấy? Anh em hạt số thì con nhiên như khoảng nhau. Nhưng mà nếu bây giờ thì làm thì bao tiền công một ngày? Cứ 200. 200 à? Hơn 200 à? 250 à? Được. Trước kia đi học ở đâu không? Em hay đi phụ bữa xong rồi cứ thế là làm không? Vâng. Ừ. Kìa đuổi gà kìa anh sư. Còn bí này bổ cái gì? Cắt, cắt ngang, ngang bổ. Toàn cắt cỏ bò trong nhà ấy. Ngoài tiết rộng nó không cắt. Ừ. Là sợ để ngoài mưa. Hỏng cỏ. Đúng không? Ừ. Đầu thì sao? Chặt luôn cái đầu ra gọt nó gì? Sao nó bị sao sợ hỏng đấy. Ui đặc nhỉ? Đặc luôn. Xịt luôn. Như khoai ấy nhỉ? Ừ. Mày mang một quả mày nấu cho bà viện thì đúng là cười tươi luôn nhỉ. Ừ. À, cái này không phải, cái này gần đúng đấy. Anh Minh còn đang bị ốm đi chứ ấy nhá. Anh nhá. Viện làm nhiều quá, hộ ở viện nhiều quá. Ừ. Trực túc mấy ngày ở đấy, nhiều ngày như thế, bao nhiêu ngày thế. Mới xem có cái nồi nào ấy. Xong mà anh Sự phải cho nước nó luôn đi để nó đun đun luôn đi. Bí đun trước không sao đâu mà cứ nam nhét ra càng sợ. Bí là gạo. Tí cho ngan vào đun sau không sao cả. Nồi Linh bí trước à? Ừ, xem có cái nồi nào. Không phải lòi cái lõi nhỉ? Nhỉ? Như củ khoai luôn này các bạn. Số trong cái
Dứa này có bị không? Bị chứ. Nếu phải có hạt để duy trì nòi giống chứ. Không có mấy ấy. Có hạt đâu nhé. Nhà. Ừ. Có hạt đâu. Không hạt luôn. Đấy, sự ấy, cái nồi ấy đi nấu cháo là nồi đấy. Hạt đấy. Chắc nấu bằng đấy nữa. Nấu cháo. Sợ ít rồi. Thế là được rồi. Chủ nhà nào cũng thích khi mình đến nhỉ. Vừa được tiền làm nhà, vừa được tiền làm bếp, rồi còn được đồ nấu ăn nữa. Thợ bụt kẹt ga. Phải không bác chủ nhà? Mà thích Nguyễn Tất Thắng đến nhờ. Kẹt gà bùm bốp luôn. Không phải bỏ ra làm cho hai con gà, hai con ngan. Tự nhiên lại có thức ăn thì sao sợ. Anh nghĩ là cần đâu hết này. Dạ. Nấu hết chỗ đấy là được rồi. Đây á? Không, chỗ đấy bỏ lại. Gói chui bóng mai nấu tiếp rồi. Được. Mà mai lên kia đẩy. Bọc chui bóng lên. Đổ xe rồi. Chở gạch. Giờ mai cái này mình bọc chui bóng. Mà về mai. Chưa dính nước. Công. Vâng. Xong rồi đập cái bếp lò đi chứ. Phá đi mà. Xong rồi phá đi xong rồi đổ lên bê tông vào. Đổ bê tông cho cái bàn ghế kiểu giường ngay vào đây ngủ. Sau này còn kích nhà lên đúng không? Xong nâng nhà lên không? Sau này nâng nhà lên không? Có đây. Nâng lên cho nó cao. Nâng cao quá. Cao quá nhỉ. Cho cái khác bạn lại có củi đây. À, lá gừng ấy làm gì đấy sợ? Không biết được mà anh em mà thái thì thái thôi. Xào cả. Xào lá không cho lá. Nó bên đấy xào bên đấy đúng không? Vâng. Nước chấm nước trước thì ớt trước thì có làm không? Có hết rồi. Có cho lá gừng vào thêm không? Giá thì không có cho thì. Sự nhúng cho anh một tí lá. Ôi sống nhá, đồ bẩn nhá. Ôi, bỏ đi. Cái này em cho đủ hết rồi. Em cho đầy đủ rồi, anh yên tâm, không phải thêm cái gì nữa. Đừng thêm bớt gì nữa, anh nhìn cái thớt như thế. Không nhúng ở bên trên được. Không nhúng được. Cái này đồ sạch mà. Không thể sạch được, mắt nhìn thấy thôi. Rửa sạch rồi. Cái này đồ sống là đồ. Sạch thì sạch nhưng mà đồ sống là. Này, nhặt cái này vào, thả vào, tí nữa thả vào canh đắng. Nhặt ra bát con. Muộn mấy bác thợ nghỉ chưa? Sắp đến giờ nghỉ chưa? Chuẩn bị nghỉ rồi chú ạ. Làm nốt cái hướng kia thôi. Ừ. Sự được ấy nhờ, ngày hôm nay vất vả ấy nhờ, sự nhờ. Vất đấy. Này rất là căng thẳng nhờ. Vất hơn đi xây không? Bình thường lắm mà. Dạ dạ. Đi nấu ăn này nhàn hơn đi xây chứ nhỉ? Nhàn nó nhiều chứ. Đấy, cho ấy vào. Ở đây nhiều khí nữa. Khí mình thèm quá à. Đây là nhiều khí sợ không? Rau cải, rau xanh. Rồi, cho thịt gà vào đây. Thứ.
Đây củi em lại cho thêm mấy cho đỡ khói. Cái em phải cẩn thận chứ, anh đang ngồi đây mà. Khói quá. Được đấy. Không bảo chịu khói nó mới đầu, nhưng mà anh chịu khói toàn thấy sầu. Rồi hút khói kinh quá. Nhà thấp quá. Ông kế để ý xong cho gạo vào đi. Cho rồi. Cho nhiều gạo à? Em cho vừa vừa bằng hôm nay thôi. Đâu mà mở cho nào. Kiểm tra cái nồi cháo bí đỏ này. Gia vị rồi. Có chưa? Mở xem. Xong dây à? Hả? Xong chưa? Ví vữa làm nốt vữa rồi gì? Xong rồi chuẩn bị vào nghỉ thôi. Nó mỏ thôi. Sắp mưa thế nào á? Chờ gạch khỏe đấy nhỉ? Ngã. Chắc là ngan gà cho lẫn lộn thôi. Ngan gà ấy. Chắc là cho lẫn lộn thôi chứ riêng sao. Thế ông mà chọn mấy miếng xương xương cho vào ghế, cho vào cháo này. Cho một con. Bây giờ cho vào chứ sợ không nhiều được nữa. Em xem một chả con luôn chứ nhỉ? Lộn luôn. Khổ luôn. Sao tí là... Mưa bát kia là để ấy nha. Đừng, bát kia đây. Để đây, cho tí nước vào đun cho xào xào cho nó khô khô lên nó mới chín được, có hơi. Cho tí nước vào. Anh Sư ơi, cho bát con nước ở đây vào. Với bát con nước để nó đun nó có hơi rồi, rồi chín. Kia giờ mới làm mèn mén á. Chị ban không? Chị ban chút. Đây rồi, thôi. Đấy. Lửa mạnh quá. Đang nhét rồi. Nghĩa đâu? Đang lấy ở trên gác rồi, anh cứ nào lấy cho.
gà này với cả cho thịt bò vào xào. Không sao, mặn gì, cho vào đi, cho tiết vào được mà. Nhưng mà cho nước vào mới cho. Bây giờ cho vào gì? Cháy luôn, tiết khét lẹt lên bây giờ. Cái nhắn này, thốc lửa mạnh lên, bây giờ lửa mạnh lên, hỏa lực mạnh vào. Gà chín quá. Đấy, xào thịt bò vào đấy là quá đỉnh. Mấy gia đình này chỉ có thích tất thắng đến thôi nhỉ. Nào mâm cao cỗ đầy nhỉ. Có tất thắng đến là có thịt rồi, có nhà rồi, có bếp rồi. Hai đĩa, ba đĩa gà, bốn đĩa gà. Rồi. Năm đĩa đấy. Xào thịt bò đi. Số à, ngon không? Dân nhỉ? Bò ngon lắm đấy, thịt bò ấy. Cho ít mỡ rồi. Chuẩn bị đĩa đây. Bò này chỉ tí thôi. Hai ba đĩa đi. Bò ngon lắm. Bảo chủ nhà đâu bày bắt con đi. Mấy ông thợ xong rồi để vào ngồi vào bụp thôi. Bắt con ra để ngồi thôi. Lò tắt mất mình nhận gì cho nó bỏ à. Bắt mất rồi. Mất trời. Đĩa to rồi. Nó hôm nay là gì nhắn. Chỉ múc hành thắng ở đây. Sắp rồi em. Mấy đĩa. Ôm dạ. Ý, thịt bò ấy. Ngon đấy. Rau cải nữa là ok. Ôi, thế khó rồi. Đấy kia, cái nấu cái gì đây? Nấu rau nhạt. Bà không ăn được rau mặn. Thế đây nấu nhạt. Đây là mặn. Ông biết rồi đấy. Ông biết rồi đấy. Ấy, chảo đây. Úi giời. Hả? Súp bí đấy. Lá đắng vào chưa? Cho lá đắng vào đi.
Nóng quá. Canh nó sôi chưa? Mén 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 biết. Tí lọc bó gọi, tí lọc bó dậy nào. Bác trưởng thôn mệt quá à? Mệt quá à? Đấy, ốm rồi. Thế bác gì đây? Hả? Múc canh trắng à? Múc canh trắng ở bên đây. Bác dậy bác uống bát canh trắng cho đỡ mệt. Uống bát cháo bí của cháu vào xem nào. Đây bác ngồi gần bí thư. Kế mày múc cho bác trưởng thôn bát cháo giải cảm cái. Cảm bác trưởng thôn mệt cảm luôn nói. Ui giời ốm rồi. Bác ăn bát này là bác nhớ luôn. Nhớ luôn là. Đừng đừng lấy thịt. Đấy. Có cho bác một miếng thịt. Hello. Không cho bác. Mời bác trưởng thôn nhá. Nhớ nhá, sáng chủ nhật phải có mặt ở chợ Mè Vạc nhá. Cháu mời bác ăn phở. Sáng chủ nhật mày còn biết đi đâu không? Sớm. Mời đi, mời bác ấy. Nay thứ mấy rồi nhỉ? Hôm nay không thứ này thứ sáu à thứ năm lo sao rồi loi ngồi vào đây hai ông sự đâu rồi sự sự đâu canh nắng này ui rồi ui canh nắng ngon ông sự đặt lấy nước cả bát kia để anh chén đặt sự béo ngồi mâm này uống rượu à không ngồi bên này mà hả soi bên này mà sự béo ngồi đây không ngồi hai mâm đi. Bác này là bố của anh chủ nhà. Đủ bên này đủ thì chuyển lên trên cho họ các chiên. Cứ đây đúng không? Thôi chờ sợi đâu. Vào đi, gia đình vào đi. Anh nắng này. Mục tư. Hả? Bỏ bát canh trắng sang bên kia nữa. Thôi đây. Hả? Còn nhiều. Bên này hai ba thêm mà. Rồi chân lên. Chào. Vâng. Ít hơi ít gạo. Còn là nồi vẫn còn. Cứ để gạo ấy. Đúng rồi. Bác. Để gạo ấy. Nóng. Mèo này nóng ấy nhỉ? Nhiều bảo sự béo sang bên này ngồi để cho bên kia anh em còn ngồi. Sự béo ngồi bên này đây. Ngồi vào đi, gia đình ngồi vào đi. Thôi mời bác trưởng thôn đi. Mời mọi người đi. Uống tí rau cải cho nó mát gan cái nè. Mời bác trưởng thôn nhé, mời cả nhà nhé. Các anh em. Mời quý cô bác đây. Có sao rồi? Canh trắng này. Anh em uống canh trắng này. Đấy, ngồi luôn đấy. Bác cháu để đây, bác cháu để sang đây cho con này. Chị Cá Thành gái. Cháu vào đây cho rộng. Cháu vào đây cho rộng. Thì thịt bò. Bò, nín nó bò. Bò nó bò trên này. Bò trên này bé thường trên trong này các bác. Bò đi đó. Tỏ lên. Tỏ lên. Thầy các bác đi. Chị hào trái màu trái tỏ lên. Bò. Chuyển bát thừa chuyển ra đây đi cho. Nhạt quá. Thịt bò, nhạt. Chuyển bát thừa ra đây chưa? Nó chị ăn mấy trẻ con vào ăn à? Bảo mấy kia vào ăn đi. Anh ngồi tại đây. Mấy chú ăn nó bỏ à? Bảo hai thằng bé kìa. Nó xin mình chỉ cho. Em ghé cho nó. Nó nó nè. Nó có bỏ. Nó nó vào ăn được nhỉ? Không ăn cái nào. Không ăn á? Vô lý. Nó thế lười à? Đang vì nó không ăn. Hả? Bỏ nó bỏ à? Nó xin mình chỉ. Nó xuống rồi.
Ừ. Không biết này chú Thắng ơi à? Bà chị ăn cơm, ngồi ăn cơm. Nó sẽ là rau kén đấy mọi. Hả? Nó nỉ tiêu. Bà chị vòng một đấy à? Một con rau mà. Bà chị thôn ăn thế nào? Phát biểu mà món canh bí này thế nào? Cảm ơn cháo, cháo bí nào? Mười điểm không? Chắc không được đâu nhỉ? Bao nhiêu điểm bác? Chấm mấy điểm? Chị biết ăn. Thôi mày. Nó biết mà thôi. Không còn thang điểm nữa. Dạ. Bác chuẩn hơn nhỉ? Không còn điểm để chấm. Tuyệt vời. Hài lòng. Khói bụi nhiều quá, sợ thật. Nấu được cái nồi cơm bát cơm. Khiếp thật. Chết. Ăn cháo trong da gì không? Về mai nấu nhá. Ngon không? À. Nó mỏ à? Cảm ơn. Cảm ơn chú vào đây nấu cơm cho mọi người ăn. Đấy. Thôi bác xuống, đấy, đi vào nấu cơm bà con ăn cơm bà con cảm ơn đấy. Canh đắng con đợi chảo nhiều lắm nhá. Ăn canh đắng thì lấy tiếp nhá. Ăn đi anh áo vàng, ăn mạnh vào. Bò ấy. Nhu sùng à? Ngay nhu à? Nhu sùng là tuổi con bò. Tuổi con bò à? Thịt bò là thịt bò và cây nhu. Nhu sùng là tuổi con bò. Thịt bò là tuổi con bò. Ăn thịt bò. Bắt ổn quá nhỉ? Con Nhan gọi là gì? Tuổi nhựa. Con chó là túng ma. Ma là túng đá này. Hả? Túng ma là túng đá này. Túng ma là con gì? Túng ma là túng đá này. Con chó là tu đề à? Bác chở thôi này. Làm cái cỏng cho nó mềm này. Bác thịt bò chắc này bác. Cái cá không lấy được ấy. Ngon không? Mấy anh em mày thấy ngon không? Ngon. À, ngon nhờ. Ăn phải hết nhá. Ngon mà tí nó bỏ lại thì chết dở đấy. Mà không ngon đấy. Bò này đúng bò tái luôn đấy nhờ. Tôi còn đau họng nữa. Cháo bí được không? Sự được. Ngon hơn lúc trước không? Gần bằng nhau. Gần bằng nhau thì cái nào bằng cái nào hơn? Tương đối. Cái chưa thấy ngon hơn. Hả? Chưa ngọt hơn. Đi đấy ngọt hơn. Chưa là thịt gà. Chưa thịt gà. Gà tất thơm hơn. Anh ngồi ngoài bơm thêm đi nữa anh sửa. Tôi làm chủ rất thích con này đấy. Ngan non non mà dai thật. Dạ.
Ê, nó sẵn nó ngay mà. Nó ngay. Cái chứng minh này nó ngay à. Để trời bếp bếp trấn nó chứ bỏ không đọc. Nhiều thịt gạo quá, quá sao ăn không thấy hao. Cho xin ít nước nước cháo á. Nước nha, nước. Lấy thịt đâu? Không. Rồi. Okay. Chua đấy. Chua đấy. Nếu mà tôi tao cũng trọng nữa. Mưa oi quá. Ngoài mèo vạc mưa ấy. Mèo vạc mưa to. Đợi cháu vừa gọi điện là nó mưa to. Trời mưa to. Lũ như trời. Thôi bổ sung cháo liên tục. Chơi món bí cháo này được không? Được. Lần anh... sau nấu nhá. Ừ. Biết nấu rồi anh. Anh chưa nấu con rồi. Nhưng biết nấu không? Cứ mổ một con gà cũng là nấu. Mổ con gà tôi nấu cho. Mổ gà là cho anh chữ nấu cá mà nấu hổ đúng không? Rau cải là canh nhạt không? Không cho gì nhỉ? Sao mà nhạt. Trong muối nhiều quá. Lau đi. Công nhận là ngon. Đúng. Ừ. Nhưng mà đúng là cũng không thể bằng trưa nay được. Trưa nay gà đẳng cấp hơn. Gà đúng không? Nó mỏ à? À. Cho tí nước cháo vào đây. Cơm nay sói. Sò sò công an viên này dạo nó đi đâu ấy nhỉ? Bảo dạo này đi đâu ấy nhỉ? Đi chơi. Nó bảo đi họp dưới tỉnh à? Đi tỉnh họp rồi nào? Hôm nọ đưa quà mấy anh em đã nhận được chưa? Hả? Đấy. Tiền này. Tiền à, có anh 1 triệu nhận rồi chị. Có rồi. Đấy, của cô Thanh ở Úc cho. Ừ. Đây đây đây. Đang đây, mới múc cho sò bát này. Sự ăn cho nhớ đời. Cấm quên đấy nhá. Em lại không ở nhà, xong rồi bà bí thư nhận thay hộ nhận hộ cho. Thì cháu đi lấy tiếp. Đâu tả đi luôn. Đường miếng nào là miếng đấy. Ừ. Món gì đấy? Đây mày uống cháo. Thử đi. Cháo à? Ừ. Uống uống cháo trước. Đây mời anh nhé. Mời mời đi. Rồi, chị anh xuống. Nó mở rồi. Nó mở. Nó mở. Nó mở. Nó mở. Nó mở. Nó mở. Rồi, đang kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Bữa cơm tối cùng các bác ở trên bàn, trưởng thôn, bí thư, các anh em, đại tiệc. Cánh đắng hôm nay cũng ngon nhờ. Cánh đắng cũng đẳng cấp. Nói chung là nó đến 3 bộ lòng cơ mà. Đúng không? Mà 4 bộ. À 4 bộ lòng cơ mà. 2 bộ lòng ngan, 2 bộ lòng gà. Mua 2 con ngan, mua 2 con gà. Thịt bò nữa. Ui giời. Sò ăn cháo được không? Được anh. Ừ. Ngon nhỉ. Đấy, anh em tập nấu món này đi. Nấu từ quả bí đỏ của mình đấy. Cháo bí. Ừ. Con cháo này nó cho trẻ con mấy người làm phải được hết. Ôi trời, cần gì mình người trẻ đây còn ăn hùng hụt nữa. Không, bỏ xong cho trẻ con mấy người gái. Ờ. À, ừ. Súp cháo luôn. Súp cháo luôn.
Nhưng mà cứ phải oánh một con ngan với một con gà vào đấy.